lớp mỡ nó nhiễu nè, quá trời luôn, quá trời mỡ luôn nè. Bữa nay mình làm món vịt Bắc Kinh nha các bạn. Vịt này ở nhà nuôi Bắc với Kinh á, kêu vịt Bắc Kinh. Rồi, cái bên ngoài mình kê lên. Lò than nó nóng rồi đó nha, nóng lên rồi đó. Để bỏ vịt, vịt bằng xong rồi đó. Này lên đốt nhà. Tiếp là món vịt Bắc Kinh. Đúng rồi, vịt Bắc Kinh là vịt ấy với chị á. Ừ. Đang chuẩn bị công đoạn này đúng các bạn ơi. Đang lên than. Cái lò thì lò tự chế, nó hơi nhỏ. Đây là cái sân thượng nè, ngoài sao ao quá trời ao luôn, ao đẹp ha. Đó, trồng trên sân thượng, trồng rau cây nào tốt trên đọt dừa luôn nè, phải không? Cải lên nè, rồi gai hành đó. Còn dưới đây thì chuẩn bị để con vịt vô lò. Đây là nước quét lên vịt nè, nước này từ Trung Quốc đem về đó. Thịt nướng, nước thịt nướng, nước cái gì, nướng cái gì, ốp thịt nướng đây, quay mặt này thấy nè đó, xốp ướp thịt nướng ngon lắm bạn. Thấy cọp vịt tim không, quá dữ quá dữ đó. Quay cho nó đều là mình quét cái nước ướp đó lên nha. Nước mua ở chợ. Bắt đầu quậy nước xốp tha lên. Cái cọ này kia, cọ chiên gì nấu nướng nha. Tha lên. Đẹp dịch lại đó các bạn ơi. Đẹp dịch lại vàng đỏ tươi luôn. Cái nước này ngon lắm nha. Đó, thấy cái cái câu giờ thấy dịch chuyển màu chưa, khác chưa. Cái này mình nướng nhẹ lửa đó nha, lửa đừng có bốc cháy bao quá. Thôi miếng canh cho chua, nấu canh cho ướp luôn. Một cái lò nóng dữ thiệt trời, cái nhiệt quá. Bỏ xuống gớt cái miếng đó ra. Nè, ăn quá, cho mình quét cái dưới cái nữa là đẹp được cái này, đẹp dịch luôn. Quét cho nó đều luôn. Dịch này là dịch biến màu rồi đó nha các bạn ơi. Dịch này là Bắc Kinh ba cái máy nha. Ba cái máy phải không? Ba cái máy. Quá trời nú luôn, dịch nú. Dịch này là dịch Bắc Kinh mà dịch trị bổ nha, chứ không phải dịch mà ấy nha. Thịt không à, không thịt có mỡ. Quay thì quay tay, người ta quay bằng lò bằng máy không mà mình quay tay, dịch Bắc Kinh quay tay. Quay tay nó mới yên chứ. Đầu bếp dẫn đi như cũ nha, một đầu bếp chính, một đầu bếp phụ. Anh này cũng chưa vợ nè, mới hai con. Chưa vợ hai con. gáo là cái quét, gáo là đứa quét ha. Nhiều nước rồi nè mấy bạn, nước mỡ, nước vịt á, mỡ vịt xèo luôn. Mình cái này mình đừng làm than nhiều quá nha, than nhiều quá nó áp, nó không có ngon. Mới xuống rồi đó, lửa cháy rồi đó, mỡ nó nhiễu xuống lửa nó cháy. Vịt đẹp quá ha, quá trời dịch, không thiện tạo dáng đẹp, dịch đẹp quá trời. Chuyên nghiệp mà, đầu bếp chuyên nghiệp mà. Chối cánh giò xuôi giống cái đang nằm yên bất động luôn. Thì là đối xấu quá. Xấu quá luôn. Đồ vàng dữ ha. Ngon nha. Ngon dữ nè.
chỉ cần chị nè. Quét đều. Tới không chị trời, thấy nó màu nó quá trời đẹp luôn. Cái món này ngon hơn bà Tăng Vlog nó nấu luôn nha các bạn ơi. Này là nướng siêu cay luôn á. Đâu có bà Tăng Vlog đâu cửa với mấy anh em mình đâu. Nướng lò than nha, lò than mới ngon. Cái lớp mỡ nó nhiễu nè. Quá trời luôn, quá trời mỡ luôn nè. Không? Chỉ mới giòn chứ. Màu gì nó giòn là giòn gụm luôn nè. Cái đó là cái nước quét của mình đó, chứ không phải là cái thịt. Không phải các bạn ơi, tại vì nói chuyện quá quên. Ăn sọt sọt luôn, giòn như nó ngon chứ cái da nó. Không, quá trời ngon rồi. Dĩu mỡ rồi. Mỡ dịch đó. Đó, thẻo ra đó. Không? Để chút nó đi rồi mình nướng ra, mình ăn từ từ chứ. Bỏ đủ luôn hết, đủ luôn. Rồi. Cái dao này không được, cái dao bỏ mình thì kìa. Tỏi thôi bỏ đi đây rồi. Đây là có tỏi nào? Để uống không? Dũng á. À, để cái này để sáng. Cái nước chấm đằng thánh của mình là nghe, tỏi, ớt, nước mắm, miếng đường quậy lên, chấm với vịt này nè. Không? Oh, ngon không? Ngon hả sảy chưa? Thôi giờ kiếm cái gì nướng đi. Kiếm cái gì nướng đi được rồi đó. Không, nước mỡ nó dịu, nhiễu dưới đây nè. Quá trời vịt đẹp. Không. Giò cẳng vào câu, đầu cổ cắn gì. Ngon lành luôn, ngon hết sảy luôn. Cái này đêm này nữa là im nè. Sao đãi gần chín à quét. Không, mình cũng quay tới quay lui nó gớt hết trơn. Ờ quá này, để gần chín đi ha. Để sơ đây, cho cái hành đi. Cho nó thấm có mùi thơm thơm tí đi. Quá thơm luôn bạn ơi. Phải các bạn mình ngồi được ngồi đây thử cái mùi thơm đã lắm. Cái này mà quất cục thịt vô cái là tàn hình luôn. Ngon hết sảy. Nó sướng á. Sướng. Phải bỏ mỡ ra nghe quý vị. Nó chảy nữa là. Này giờ quay bài lại đó, bỏ cho anh thấm cái hành vô. Ngon quá. Thơm cái mùi diễm thơm chứ. Rồi nó ngon nè trời. Thứ nào chịu nổi. Chấm nước mắm nha các bạn ơi. Nước mắm nè. Nước mắm nè, chấm nó nha. Quậy lên cho nó đều cái mình chấm. Đây các bạn cái nha. Ăn cái tấy nhức nách không? Nhức nách không? Trời nó thơm gia vị á, với thơm mùi hành á. Ừ, ngon. Ngon. Ăn cái muốn tàn hình luôn vậy trời. Ăn cái muốn đi về luôn. Đừng đi về nghe, đừng dẫn đi về thiệt nha. Ba tôi ăn không hết con đâu. Ngon. Ăn phải nóng. Để lò than đó mình tính ăn kìm cắt cái nấy. Giờ tới cánh nha. Mình ăn cái cánh đi. Nãy ông mang khách cái ớt kìa. Cánh. Con lắm bạn ơi, ăn nó thơm phức luôn. Rồi cắt xong rồi đẩy với lò nướng nhẹ cái. Đó, ăn như bánh chè ha, lắp từ từ ăn từ từ. Này để quét lại, quét. Hai cánh. Ăn cánh trước đi đừng cho nó bay. Để nó bay. Trên bên trong nó cũng chín rồi đó. Chín nè. Nhưng mà lửng nhẹ nhẹ, mình ăn tới đâu mình thấy sẽ tới đó. Thích cái nào là sẽ nó mới nguyên. Quá
qua dịnh, qua dịnh, qua dịnh cái kìm nè. Chị giúp, chị giúp, chị giúp. Các bạn cái này cũng mới mới học đâu. Chỉnh cái đăng kìm. Đó. Đó, thấy chưa? Chắc người cắt miếng nóng rồi, chắc người người tiếp nóng quá. Chỉnh bên em, chỉnh bên là được. Đó. Cái này cắt lên luôn. Rồi nó ngon này trời. Món này món dân giả Cà Mau nha. Hương vị Cà Mau à. Kêu kêu vậy đó, đồng để nó ngon. Mắt thì quá ngon. Trời ngon nè trời. Xẻo qua nữa, xẻo 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 xẻo. Vậy đi quốc đi đi. Chịu rồi. Mấy người đó là để ngon sống luôn ha. Đồ quá ngon. Đồ chế độ cao á. Sĩ quan mới có đồ. Quá ngon ha. Nè ngon sĩ quan nè. Rồi. Thôi cái này thấy cũng ngon nè. Ngon là chắc nước mắm nè. Chắc nước mắm. Ăn đi. Để. Chưa có vợ đó nha. Ừ. Chưa vợ. Ngon quá. Chưa vợ hai đứa con. Nhặt. Nó lựa răng mà rút rút vô gì nó ngọt. Giờ chỉnh sửa lại. Nó kéo cắt thôi. Quên như lại hả? Lấy cái dao mình. Là chỉ là 2 phút các bạn. Tốc tốc mạnh nha. Này mấy góc góc này ra cái mình. Kéo lên kéo lên lên. Rồi anh rút luôn anh. Chỉnh hơi dính quá, cái này dính nhiều lắm. Này có đầu bếp làm mới được chứ. Đúng rồi, người thường không được đâu các bạn ơi. Chiên về cái nóng. Quen rồi, tại vì giờ tắm cái lửa quen, không nóng. Tắm cái lửa quen à. Bỏ vô mình từ cái này, xem đỡ cái này lên cái. Bỏ vô đây luôn cái cầm chi. Bỏ nó đều đúng rồi. Rồi đánh nhát này vô. Quay tiếp. Na 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 na